Hoan hỉ đón chào quý vị đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi Canh Dần 1950 có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 9 âm lịch, những người Canh Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ có những thành công rực rỡ trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 là tháng cực kỳ thành công đối với họ, vậy nên những người tuổi Canh Dần không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được vận trình của những người tuổi Dần gặp được thành công và may mắn về con đường tài lộc cỡ nào, xin mời quý vị cùng theo dõi tử vi tuổi Canh Dần trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là người thích yên sự, là những người thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tháng này sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng, nếu đau yếu cũng chỉ là qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn, tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt. Tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Xét về thiên can, canh dương kim gặp canh dương kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Canh Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Canh Dần đều đang an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ đều suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản tiền lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó đã kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng. Cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc và lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Theo phong thủy gia cát, trong tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Dần được cải thiện rõ rệt. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy hợp thuốc. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi và đừng quên các buổi đi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cần cẩn trọng hơn, chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến sức khỏe của các bác thì cũng rất khó hồi phục. Các gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi Canh Dần sinh năm 1950, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu đáo cho cuộc sống. Vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Nhìn chung, gia đạo rất an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vẻ bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, hàng xóm, bạn bè đều hài hòa và tốt đẹp. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tủi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh sẻ chia kịp thời, nhất là với những người không còn bạn đời. Con cháu cần thường xuyên quan tâm và hỏi han để có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng niên, có thể có người bầu bạn, chia sẻ, tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ngoài ra, ở độ tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ, gây ra khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa Cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Canh Thìn trong tháng 9 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Canh Dần trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.